Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Zakat. Lời đầu tiên thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người từ Bính Ngọ 1966 vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Trong tháng 9 âm lịch, do được quý nhân đưa đường chỉ lối giúp đỡ nên vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 9 âm lịch, công việc liên tục thăng tiến, tài vận cũng rất khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Bính Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Để biết được tại sao con giáp này trong tháng 9 âm lịch lại vững vàng, tự tin về thành công của mình như vậy, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuy nhiên, theo phong thủy, gia cát, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý, dễ trở thành người cô độc. Trong tháng 9 âm lịch năm 2022, người tuổi Ngọ sinh năm 1966 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp canh Dương Kim nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Ngọ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, nếu vẫn còn đang làm việc, công việc gặp nhiều trở ngại, khó đạt được thành quả như mong muốn, khó khăn thường đến rất bất ngờ, khiến bạn loay hoay tìm cách xoay sở, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Có điều tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên dẫn đến đấu đá hoặc loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc, dễ dàng phạm thị phi, tranh chấp. Vì thế làm gì cũng cần có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh bị phá hoại, dẫn đến thất bại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Bính Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này, hung thần mang theo điềm báo, thất thoát tiền bạc, hao tài tốn của khá là nhiều. Đa phần tuổi Bính Ngọ phải chi tiêu nhiều cho gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè, chứ bản thân mình hầu như không có. Ngoài ra, họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của bạn một khoản không nhỏ. Tháng này cũng không thích hợp để tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư vào thời điểm này, nguy cơ mất tiền sẽ rất lớn. Cần chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc, bởi kiếm tiền thì khó, tiêu tiền rất dễ. Ở độ tuổi này, không có nhiều sự lựa chọn, nên lấy tích lũy làm trọng. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền bạc của bạn thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ tháng này có nhiều điểm cần hết sức lưu ý. Dễ thấy nhất là có nhiều thời điểm trong tháng, gia chủ dễ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt, dễ gặp phải nhất là các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra cũng nên đề phòng một số chấn thương, tai nạn do tác động từ bên ngoài. Tốt hơn hết là nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá sức. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác lại công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Các gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong tháng này của gia chủ gặp nhiều bấp bênh, sóng gió. Gia đạo bất ổn, vợ chồng thường xảy ra tranh cãi vì những vấn đề lớn nhỏ, khiến không khí gia đình nặng nề, ảnh hưởng tâm lý con cháu. Nữ mệnh có phần cố chấp hơn, nhiều trường hợp còn là bên nơi hấn nửa kia vì sự cực đoan và áp đặt của mình. Cần học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu không có cách cư xử thỏa đáng thì rất có thể rơi vào tình trạng chia ly và tan vỡ. Khi có bất cứ mâu thuẫn nào, dù lớn hay dù nhỏ, điều đầu tiên là hãy bao dung nhiều hơn. Vợ chồng cần thường xuyên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện, trao đổi, tâm sự để cùng nhau tháo gỡ. Cũng có thể tổ chức những dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm. Tổng quát tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hạ Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày mùng 7 tháng 9, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 9, tức ngày 14 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 9, tức ngày 27 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 9, tức ngày 9 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 9, tức ngày 21 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Bính Ngọ 1966 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.